đang theo dõi fanpage công ty thiết kế nhà đẹp Lý. Hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để khảo sát và tư vấn cái phương án thiết kế nhà phố 2 tầng cho dân. Tại chúng tôi đang có mặt tại nhà cô Thúy. Tại mời các bạn theo dõi quá trình làm việc giữa kiến trúc sư công ty với lại chủ nhà. Cái phòng cuối là phía trước ạ. Biết là cô là cô liên hệ công ty là qua kênh nào? Thì không biết là bên công ty chỗ là Hết có không bị dính giới. Chỉ giới xây dựng ở đây có nghĩa là phần đất Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Anh chị đang có nhu cầu cần tư vấn thiết kế, xây dựng
công trình nhà ở, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với fanpage công ty. Chúng tôi sẽ đến để tư vấn và khảo sát có hiện trạng phương án phù hợp với gia đình của nhà mình.